Tòa Thánh vừa công bố hai cuộc triển lãm nghệ thuật cùng một lúc sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm 2018, một tại Bảo tàng Viện Vatican, một tại Tự Cấm Thành Bắc Kinh. Lời công bố trên diễn ra trong một buổi gặp gỡ báo chí tại Vatican hôm ngày 17 tháng 11 với sự hiện diện của đại diện Bảo tàng Vatican và Quỹ Đầu tư Văn hóa Trung Quốc. Theo Barbara Zatta, Giám đốc Bảo tàng Viện Vatican, đây sẽ là lần đầu tiên Bảo tàng Viện của Đức Giáo Hoàng tổ chức một cuộc triển lãm với các định chế văn hóa Trung Quốc. Bà nhận định rằng không phải chỉ có một cuộc triển lãm mà là nhiều cuộc triển lãm ở cả hai nơi. Bà cho hay, tuy nhiên tôi tin rằng điều mới mẻ thực sự là tinh thần vốn gợi hứng cho chúng tôi ngay từ đầu. Và chính trên nền tảng vững chắc của tinh thần này, tình thân hữu và mối liên hệ với các định chế văn hóa Trung Quốc đã được xây dựng, và cũng chính tinh thần này đã dẫn dắt chúng tôi tới những gì chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị hôm nay. Bà nói tiếp, cái đẹp luôn là cỗ xe ngoại hạng, giúp ta ăn nói một cách rộng dài, thể lý, thời gian, không sợ sệt, không rào cản. Vì nhân loại, vì tôi tin cái đẹp, theo nghĩa rộng rãi nhất của nó, là một nhu cầu mà tất cả chúng ta đều chia sẻ. Dung Jian Chen, Tổng Thư ký Quỹ Đầu tư Văn hóa Trung Quốc thì cho rằng, tôi xác tín một cách vững chắc rằng cuộc triển lãm Trung Quốc, Vatican cùng một lúc vào những ngày sắp tới sẽ khởi đầu một chương mới trong các cuộc trao đổi văn hóa giữa nhân dân Trung Quốc và Vatican, giúp tạo nên một sự gần gũi và thấu hiểu nhau hơn giữa hai quốc gia có truyền thống văn hóa sâu sắc. Chúng ta sắp sửa khai mở cuộc triển lãm Trung Quốc, Vatican cùng một lúc. Một biến cố sẽ vượt các biên giới và thời gian sẽ kết hợp với các nền văn hóa, và biến cố này sẽ giúp bình thường hóa các quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Vatican. Tinh thần của sáng kiến này đã được họa sĩ đại tài Zhang Jihan, người có các bức tranh họa được triển lãm, tóm lược như sau. Cuộc đối thoại giữa chúng ta là điều có thể và không thể nào tránh né được vì cảm thức chung của chúng ta về điều thiện. Trong thế kỷ 21, kế hoạch ngoại thường xây cây cầu đối thoại vững chắc giữa Bắc Kinh và Vatican sẽ làm cho đường tơ lụa óng ánh một lần nữa. Cầu mong tình thân hữu và hòa bình ngự trị trên thế giới.